hôm nay là sẽ tham gia lễ hội té nước. Hôm qua là anh Hải, chị Diễm và chị Song Mỹ đã ra đây rồi và những tấm hoa và phóng sổ rồi. Mà hôm nay là sẽ là phần lễ chính thức. Sáng nay là đã diễn ra phần lễ. Và hôm qua là chúng ta đã được mua nhảy xe, mỗi xe cũng là một mình. Và phần lễ đằng sau rất là một người đang thi là món ăn ẩm thực trên ca này. Năm mươi bốn món ăn, 54 dân tộc mọi người ạ. Đúng rồi. Hôm nay là sẽ cùng em nhịn là đi vào trong xem món ăn như thế nào nhá. Bây giờ là các cô là các chị là đang thi các món này chưa bỏ ra ni lông nên tại vì là cô chú anh chị là đang nấu từ nhà sang. Đây là các người sẽ cho thực khách du lịch, khách du lịch hay là khách tham quan lễ hội thực ngay tại chỗ này. Hôm đi rồi, sao chứ nào? Mấy kem hôm nữa không? Mỗi năm là sẽ là một giá mà là sáu món kho nha mọi người. Trên này đang là sáu món kho. Đây rất là nhiều món ăn đặc sản ở đây, đều là những đồ mà người dân tự bắt rồi là tự hái lượm về. Ví dụ như là món da cà dại với lại là rau xà sắn. Em sẽ cho từ cách thưởng thức luôn. Sẽ cho từ cách nấu luôn. Đây là món anh em hỏi đây là món gì? Đây là món con xấu hổ. À xấu hổ. Người kia người kinh gọi là con chuồn chuồn nấu chuồn chuồn chuồn. Nhìn này hơi giống con dế mèn đấy. Còn đây là món xào trứng. trang phục rất là đẹp luôn. Thật ra là vừa nãy là ai bị là cũng như là các chị là người Thái ở đây, nhưng ai bị ra chào thì các chị không hiểu. Đúng rồi. Các chị nhìn lên đây là đây là các chị ở bên Trung Quốc. Các chị ra đây tham gia lễ hội. Em thì nói tiếng Trung rồi à? Chỉ biết nói tiếng thế thôi. À, chụp ảnh đi. Chụp ảnh.
chậm. À, 1, 2, 3, ok. Ở Pheo đây à? Đây là người dân tộc bên Thái, bên Trung Quốc. Họ cũng sang này. Đây là bản Hủy Luông này. Hủy Lỏng. Bản Hủy Lỏng này có rất là nhiều món ăn. Nhưng mà chị thấy là vẫn có đặc sắc là vẫn mua mâm nào là có món sâu đá này này. Đây ạ, à, em ơi. Em nhìn vào đây thì chị thấy nhỉ? Dạ vâng đấy chị. Đây là sao? Đây là món hết. Chị em không biết món thì em không biết. Dạ vâng. Đây là món gì? Lươn à? Lươn xào với lươn xào gà. Dạ. Lươn bọn chị là mùi do đấy. Với lá chuối mùi do. Đây là món mê sầu chiên. Mê sầu chiên. Wow. Trên này, trên vùng cao mình là hay ăn đồ chim đây là chim đi chim đây là hoa gì chị, hoa thiên lý xào thịt bò. Đây là một món rất là em rất ít. Đây là con bò cánh cứng, bò cánh cứng, bò cánh cứng này mình có cần phải chế biến nữa, mình chiên đấy em, chiên món này em chưa từng ăn này. Dạ. Mình là được ăn tất cả các món nhà riêng. Cái bọn cánh cứng là mình chưa từng ăn này. Rất là nhiều món luôn. Chị ơi, bàn mình là đã chấm điểm chưa chị? Chưa. À chưa ạ? Dạ. Mình chấm điểm xong rồi. Đúng rồi. Chấm điểm là ai cũng sẽ ghé qua đây. Sau khi mà bàn anh chị là chấm điểm xong. Cảm ơn các chị nhiều. Cảm ơn ạ. Bây giờ mình đi thăm một bộ mâm bên cạnh nữa. Bây giờ là sẽ nhờ chị là món gì trong này hả chị? Đây là lợn và chúng ta mang rất nhiều món. Đây là món lên đây là gì ạ? Đây là chị ơi, cái quả mí này có mở ra được không? Có mở ra được không? Bắt giám khảo chưa? Chưa chấm ạ. Nhìn rất là đắt. Đây là canh gì đây ạ? Canh giới thiệu với mọi người, đây là cây sau mơ. Đây là mầm của nó, đây mầm của nó thì có thể ăn sống. Chấm với cả nước măng chua hoặc măng nước riềng, riềng giã đấy. Và rau rau thì lá của nó thì có thể là nấu canh rất là ngon luôn. Vì canh chúng ta thêm một ít măng chua và thêm một ít bột. Đây là canh rau mơ. Sao mơ? Đây là rau mơ. Mơ. Cái rau mơ. Đây là canh rất là ngon. Rất là sẵn. Rất là trắng. Lá của nó đấy. Phải như này đúng không? Đây là lá của nó. Đây là mầm. Lạ nhờ. Đây là mầm. Còn đây là lá. Để canh rất là ngon. Nó sẽ có vị trí làm cá gì đây ạ? Đây là lươn ạ, lươn cùi do đấy. Đây cũng là món canh bò với sa chơ chơ. Món đặc sản của người Thái. Em rất là thích món này này. Món đó có vị chua chua. À đây này, món đây này, bí ơi này. Đấy là rau, dễ rau diếp cá. Dễ rau diếp cá trộn với lại cả đậu lươn đúng không? Với cây cây này. Cây cây một chút chua chua. Đây là da trâu đây. Món da trâu này. Đây món bọng xít này. Em thì là cũng rất là thích món này. Món này là mình sẽ chấm với cái gì đây? Món măng chúng ta có thể chấm với là ve sầu này. Còn cái măng này là mình thích nhất là món măng này này. Chấm với đậu xị là ngon nhất. Măng luộc chấm đậu xị là món khoái khẩu của anh. Đây là hoa thiên lý. Đây là bàn mình là chưa chấm đúng không chị? Chưa chấm. Em cảm ơn nhé.
Vâng, xin được kính chào ban giám khảo và bạn bè du khách thập phương. Chiếc xe hôm nay mang đến mình thấy là mỗi đặc trưng của mấy bàn của người dân tộc Thái là kiểu gì là cũng có món măng này, thịt trâu này, bò lợn này, với cả là rau. Một tô cháo này. Nhưng món này ở bên bàn này nhiều món hơn này, mình rất là nhiều món, nhưng những món này chúng tôi em thấy là bên này có mâm bên này là bày nhiều món hơn cả mấy mâm khác luôn. Người cũng ra thêm này. Nghe bảo là đây là có 50 món ăn luôn ấy. Ăn vào thấy là xe là rất là được ạ. Cảm ơn xe rất là được. Đặc biệt là có chị đây, món này là chân giò hầm với đỗ đen của người Mông. Đây là của bản đớ này. Này rất là đẻ đúng không ạ? Đây là những món ăn đặc sắc của người Thái. Báo cáo là các khảo món cá thạch suối đi. Người ta hỏi cá thạch đây là món cá gì đây nhỉ? Cá thạch suối, cá thạch thì chị ơi, em hỏi một chút là đây là món gì đây hả? Món là hồng đấy chú ạ. Đấy chú ấy. À, đây là món đấy chú. Đấy chú suối đá luôn. Khác giấy mèn nha. Là em thấy là của các chị là có cả 50 món cơ. Rồi, cái món này là món sông cao. Cách là gọi là món sông cao. Thiên nga, thịt bố. Đây là món... Chị ơi, em hỏi một chút, đây là món gì đây hả? Cái món này đặc sản này, cái món này này. Cái này đặc sản của người dân tộc Thái luôn này. Đây là món rêu. Rêu này là mì xào hay là mình nướng hả chị? Xào ạ, xào với tỏi. Là một cái đặc sản của người dân tộc Thái ăn rất là ngon. Nướng này, xong chín này. Xong chín này, xong chín này ạ. Chị ơi, cho em hỏi đây là xong chín hay là xong chín ạ? Món dế chứng này cô bày theo từng con luôn. Rất là đẹp ha. Cái này là cá bình cột. Ba bình cột này. Ba bình cột của người Thái là món này là món chua chín ạ. Sâu đá. Món này là món lươn nướng. Con sâu đá của cô. Lươn đá. Đây là món này là bây giờ này cô đưa mà cho khách ăn thử. Món này là ô la ban nổ. Nè con xin phép ăn được không ạ? Đây con mời con sống mà ạ. Cô cháu mình nhé. Với cả nhà nhá. Cái này còn phải gọi là giới thiệu là vũ nữ dế ruộng. Ừ, vũ nữ dế ruộng. Đúng rồi. Mùi vị như nào? Nhưng mà nào nó sẽ thơm như thế nào? Có thơm không? Thơm. Đây là các món ăn truyền thống của các cô ạ. À. Vâng. Còn món nướng là món thịt trâu. Món thịt trâu. Ở đây thì em xin giới thiệu các món thực bản khai thác. Các món thực bản khai thác gồm có 28 món. Cá bống mùi dô. Cá bống mùi dô. Cá bống mùi dô. Cá bống mùi dô. Mình còn bày thêm trang trí hai thêm hai lá. Lá sô la. Món cá là lá gì ạ? Lá này lá ở bên đây. Lá rừng. Món cá bống mùi dô của mình ấy thì là rất là nổi tiếng, là một trong những món ăn ngon và đặc sắc của người, không phải chỉ riêng người Thái đâu mà cũng dân gian trong mình luôn á. Món này là dế cháu ạ. Đây là con cháu cháu phải không chị? Con cháu cháu, con cháu cháu để xào, rang lên xong rồi mình cho lá chanh vào. Rồi, rồi. Anh ấy sẽ thử nước luôn ạ. Anh ấy sẽ thử cả kia lên ạ. Cô nha, con xin phép. Anh ý là ít đi ăn con châu chấu. Vì là người Mông mình ấy. Dạ, vâng, người Mông mình là ít đi ăn cả nhà nha. Cô ăn luôn đi cô. Cô ăn kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo hội thi ẩm thực lễ hội thiên sơn ca đến với hội thi hôm nay với mục đích là giao lưu học tập trao đổi có mùi vị nhằm mùi nó khác khác đúng không? Chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Đến với đội thi hôm nay, bạn hội đồng chúng tôi mang đến hội thi ẩm thực với thực đơn gồm 34 món ăn có chủ đề là đoàn kết,
Kính thưa quý vị, có bài hát có tựa đề như sau: Ngậm ngùi suối gió, vì rào trắng xanh. Ngậm ngùi suối gió, nước ngon quanh quanh. Vâng, trong lời bài hát có nhắc đến dòng suối ngậm ngùi quanh năm, nước chảy trong xanh. Và cũng chính từ dòng suối ấy đã nuôi sống bao nhiêu người dân sống quanh dòng suối. Nói chung, có các chàng trai dễ tìm kiếm như cá ốc, sâu đá, cua sấu mặt. Nhưng mà món này này, anh Mỹ nhìn này, nhìn nó hơi có giống với ăn chín của dê không? Ăn có giống vị của dê không? Ngoài những món ăn từ dòng suối quanh hương thì chúng ta cũng phải kể đến những món ăn được chế biến từ các nguồn thực phẩm chính và bò trâu, như các món gà nướng, gà nộm xả phạm, thịt bò sáo hoa thơm lính và canh bon da trâu. Rất là nhiều công đoạn được đó. Còn chia sẻ các cô bản đá ruột trước. Trong này là có ướp cả hạt dồi mắc khén rồi đúng không cô? Đây cho chị con thưởng thức này. Gia vị Tây Bắc là không thể thiếu hạt dồi mắc khén luôn. Bởi vì là món này là các cô chế biến rất là công phu ấy. Rất là nhiều công đoạn. Mình đây là cho du khách ăn thử luôn này cả nhà. Sau khi là thi xong là sẽ cho tất cả các du khách ở đây là ăn thử. Hôm nay là tập trung rất là nhiều YouTuber. Em còn món đây này. Măng nhồi thịt, măng nứa nhồi thịt, măng nứa nhồi thịt. Vâng, các vị quan khách em ăn thử hôm nay bản con mua sẽ mang đến 54 món ăn này là ăn này tượng trưng cho đoàn kết của 54 dân tộc. Đầu tiên là măng nứa nhồi thịt này là chống với cái gì ạ? Măng nứa này chống với gì ạ? Có gia vị rồi ạ. Mình sẽ ăn luôn. Măng nồi chấm với đậu phụ. Mình có thể chấm với nước mắm cũng được. À, dạ. Đây là về đây là dung thân này ăn thử luôn này. Các anh cũng vào ăn thử luôn. Đây là món luôn nướng. Đây là rau hoa, là ngó xào. Ăn nhiều vị như là anh ấy. Rất là thơm. Đặc biệt anh ấy cảm nhận được ấy, là có cho rất là nhiều hạt tiêu. Vâng, đây là món thịt sâu gác bếp. Đây là thịt sâu gác bếp. Và đây là món đặc sắc của người Thái là món cá trống sừng gác với măng ấy. Còn đây là món thịt sao hôm trước và lấy nhiều thịt cá. Nên là và tiếp theo là con quả là tiếp theo nữa là món đây cũng là sản của dân tộc Thái là dưa đá, món dưa đá xào với lại thịt sâu lại cứ là cái giòn giòn mà nó không bị mềm quá đâu. Đây là dưa đá xào với nó rau dưới ở rừng với à, nón chuối ở rừng nha, các chị phải đi lên rừng hái về nón chuối, lấy cái phần nón chuối rồi xào với tỏi. Bây giờ bản có muốn mời quý khách và quý khán giả có thể thưởng thức những món ăn trên bàn của bản. Cái này là sao trong nộm trộn đấy? Xào, xào ăn luôn. Có vị như nào anh Mỹ? Đặc biệt cái con chuối này, nó hơi giòn giòn. Có vị chát không? Nó không bị chát, không hề bị chát. Ăn là chỉ cho xào với tỏi. Đúng rồi, xào với tỏi rất thơm. Em thích ăn cái lá này, nó hơi nhớt nhớt ấy. Nhớt nhớt. Đúng rồi.
lá này làm canh riêng, canh với cá cũng ngon. Đây là được ăn thỏa thích luôn. Đây là bàn này là gồm 56 món, rất là nhiều món luôn. Nên là hôm nay là Ái Mí là sẽ được thưởng thức tất cả các món luôn. Món rêu rêu này đi Ái Mí. Rêu đá. Rêu đá mọi người Thái ấy, đặc sản ấy. Đây em mời chị ạ. Đây các chị dùng đi. Đây các chị là cũng là ở bản Hương đó ạ. Ở bản cho anh trong bản được cái đĩa rau nghe, giới thiệu cái đĩa rau này. Đĩa rau này rất là đặc biệt các bạn nhé. Dạ. Đây là mì xào với tỏi. Cái này là nguyên liệu 100% có gừng với tàu, có thêm lá muối tươi, có tàu xào với gừng đúng không chị? Là nhưng mà chị ơi cho em hỏi là mình nấu từ nhà xong mang ra đúng không? Chương trình chấm ẩm thực của các đội tham gia ẩm thực đã hoàn thành rất là nhiều món. Sau đây thì xin mời các du khách đại cầu, các vị du khách sẽ di chuyển đến trong nhà sân của nhà văn hóa để thưởng thức các món ăn ở đây cho du khách. Thế này chương trình ở đây thì em xin mời các vị đại biểu khách mời về chúng tôi ở đây. Mời các xin đang cùng mời các bạn. Mời các vị đại biểu di chuyển vào mâm ẩm thực. Sau khi mình lấy rêu ở suối xong rồi phải đâm ra. Đến tham gia lễ hội có hai mâm ăn tổ chức đã bê lên sân của lễ hội mình đang hóa. Mình mời du khách đến đây thưởng thức ẩm thực trên đi làm hóa. Các đội sau khi chấm xong di chuyển cử người đại diện của các bạn ở đây. Cử người đại diện của các mâm ẩm thực ở đây để cùng ăn cơm trong món đại biểu. Xin mời đại biểu vào mâm ạ. Mời các đồng chí đại biểu đến tỉnh, các huyện thành phố và các đồng chí đại biểu các cơ quan đơn vị đến di chuyển sang khu vực ẩm thực. Mời đại biểu ạ. Xin mời các đại biểu với đoàn ở hội nghiên cứu học thuật của chúng mình. Giám khảo chấm điểm xong là mọi người thưởng thức xong là mình sẽ là ăn luôn ở trên những mâm mà các bạn thi luôn mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay là em phải cảm ơn ban giám khảo với lại ban tổ chức đi. Nó đã tạo điều kiện cho nhà mình một mâm luôn các bạn ạ. Mâm này là có 56 món nha mọi người. Ái Mí là còn chưa review hết đâu, một chút nữa sẽ ăn review thưởng thức cho mọi người. Còn trước khi review anh em mình muốn đi. Dạ. Đi. Mình xin mời cả nhà nha. Mời anh chị ạ. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Wow, đã. Em ăn rau lá ngón chưa? Dạ, em cũng chưa luôn. Ăn em. Nếu mà mai không ra video nữa là đủ nhiều luôn. Đây, mọi người nha, các em gắp tự nhiên nha. Đây là rau lá ngón xào tỏi mọi người ạ. Xào với tỏi. Anh nghĩ là em phải nên sang đấy giao lưu đi. Đúng không? Dạ. Mấy chị em sang đấy giao lưu đi. Dạ. Làm cái. Hàng quất đi. Xin giới thiệu mọi người, đây là bạn cũng là bạn của Ái Mí. Dạ, bạn Ái Mí là có người yêu chưa? Em có người yêu chưa? Em nghĩ là sau cái buổi đi chơi hội té nước ở đây về khả năng là mình sẽ có người yêu. Hội té nước, bởi vì là đi hội té nước là để là người dân là cầu may này, rồi là để cảm tạ các thần ấy, để đã ủng đã gì nhỉ, tạo mùa màng tốt bội thu cho người dân, với lại là để dịp để là trai gái, các đôi trai gái là tâm tình qua những lời bài hát rồi là những điệu múa. Và đặc biệt bạn nói đấy là mình đi té nước nhỡ đâu là mình có người yêu, nhỡ đâu mình té vào anh nào thì sao. Bạn tên là Thủy Mai nha. Bây giờ nhưng mà là Ái Mí hỏi xem là chị Song Hỷ hôm nay là ăn có vợ muộn không? Vì là mỗi Song Hỷ ấy là ở An Giang ra đây, còn anh em mình là người Tây Bắc rồi. Hôm nay thì là rất là tiếc là anh Dũng và chị Diễm là có việc bận rồi nên là không được tham quan và không được tham gia lễ hội.
mong là dịp sau sẽ là có dịp để cùng anh chị tham gia. Còn hôm chị Song Hỷ là từ tận An Giang ra tận đây, không biết là chị ăn thưởng thức món này có hợp khẩu vị mình không chị? Chị thấy là món nào cũng hợp khẩu vị với chị hết trơn, tại vì cưng biết là chị rất là dễ nuôi nè, dễ ăn nè, và cái món nào chị cũng một khoái hết. Nói chung là từ cái địa điểm là những món ăn ở từ Tây Bắc và Song Hỷ đều thích hết. Nói chung là tuyệt vời. Thử món măng này đi. Măng này là món đặc sản trên này đấy. Em ăn măng của anh đi, măng của anh to dài hơn. Đây mời các em. Đấy. Đấy. Bây giờ hai anh em mình xem Song Hỷ ăn măng của ai. Đây em mời của chị luôn. Thôi em ăn, cứ ăn đi. Đấy. Rồi mời cả nhà nha. Cái măng này nó đắng. Măng này ngon nhất là chấm với đậu xị. Nhà em mí cũng là đi hái măng về là luộc lên là chấm với đậu xị, ăn không hết là sẽ phơi. Đấy, phơi là ăn dần nha, ăn cả năm luôn. Măng này là có thể là có phải là măng đắng không em, mà sao măng nó nhẵn quá. Dạ, măng hơi hơi đắng đắng một chút. Ừ. Đây, cho các bạn chấm. Chấm với cái nước riêng. Cái áp phèo ngọt này này nó sẽ không đỡ đắng hơn. Cơm phèo trên này nó già, nó đắng. Mà nó cấm đắng hơn khi mình nút vào. Thái là lấy cái nước riêng này là làm nước chấm nên là vị rất là lạ luôn. Lần đầu tiên ai mình cũng mà chấm với nước chấm bằng riêng đúng không mọi người? Và cho thêm một ít ớt vào trong. Nhưng mà cũng rất là hợp nha. Bây giờ em hỏi chị Song Hỷ nhé. Giờ sau khi là thưởng thức tất cả các món ăn này thì chị thích nhất là món nào trên cái bàn tiệc này? Thì theo chị chia sẻ thì đặc biệt là chị rất là ấn tượng cái món này. Tại vì nó có cái độ béo của ông, ăn rất là bùi. Đây là món nhộng ông này xào với lại măng chua chị ạ. Nước măng chua. Nước măng chua. Ông này ăn là nó hơi bùi bùi mà có cả nước măng chua. Nước chua chua nhẹ. Nó rất là thơm, ngon. Quay nhìn tin à? Ăn không nghỉ mà ăn ngon thì nhé, yeah, chào anh. Dạ ok anh. Anh em cùng dự lắm. Quá tuyệt vời. Đây giao lưu quân bên dân như tình như cá với nước. Các em nào đứng lên uống với các anh nào. Ok. Trên chén rượu của hôm mình ấy nhỉ. Dạ. Cho tôi rượu đi bé. Cảm ơn các anh nhiều nha. Dạ, đúng rồi đây. Lâu lắm mới gặp lại ấy. Dạ, ok anh. Đây, em mời các anh nha. Dạ, em mời anh nha, sức khỏe nhá. Dạ, anh sức khỏe anh ạ. Cảm ơn. Chúc sức khỏe các anh nhá. Hải ơi, xin nhớ lại nhá. Ok, ok chị. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh ạ. Tiếp tục review của món ong. Món nhộng ong này là rất là ngon. Ăn nấu, hơi nấu béo. Nấu béo. Bởi vì hết nghĩa luôn nè. Nên là ăn đây hôm nay chị Song Hỷ ăn gần hết một đĩa rồi. Chị Song Hỷ là khoái nhất là món này luôn ấy. Ê, em mời chị. Cảm ơn. Cảm ơn em. Các em nha. Hai chị em ở đấy ăn nhiều rồi nhá. Rồi ăn đi. Ong này mà ăn bằng muỗng mới phê nè, nó ngon. Con ong á mà mình múc bằng cái muỗng á ăn mới ngon. Chứ ăn từng con nó không có bằng. Không có đã. Ăn từng con nó không đã mồm. Ừ. Em lấy gà nướng mắc hén cho các bạn đi. Đây là món rêu đá đặc sản của người Thái đây này. Rêu. Món này nhất định chị Song Hỷ phải ăn thử này. Cái này là cái rêu người ta khi người ta các anh chị người Thái ấy, đi mò những sông về xong họ sẽ đập ra để ra hết cái sạn ra chị, xong họ sẽ xào với tỏi cả gừng nữa. Chứ không phải là cái rêu mà mình mọc ở trên đá hả? Đúng rồi chị, nó mò dưới sông ấy rất là nhiều luôn. Nó sông suối ở trên này, sông suối rất là nhiều luôn anh nhé. Khi đi mò về xong thì phải đập người ta chế biến, người ta sẽ đập ra để ra bớt cái sạn này đi. Thưởng thức mùi hả? Nó có mùi thơm nhẹ. Đây mời hai bạn thưởng thức nè. Đây là món đặc sản của người Thái trên này mọi người. Ăn nó phao phao á em. Chị Song Hỷ ăn thế nào chị? Ăn nó phao phao mà nó thơm thơm mùi
đẹp da hả? Người Thái ăn nhiều là da đẹp nên là con gái người Thái xinh lắm. Cái này là nghe nó xinh là chắc phải có thể là xinh đem về á. Ơi cho anh miếng nào. Anh khi mà có dịp mà lang thang ở bản người Thái, nhất là những vào những mùa mà suối nó nước nó trong ấy, bởi mình ra mình thấy bà con lấy cái rêu này đã lắm các bạn ạ. Nhưng mà không để làm được cái món rêu này ngon, làm cực kỳ vất vả luôn. Rồi, làm rất là kỹ. Không phải là loại rêu đâu ăn được đâu mà. Bây giờ là mọi người thấy món ăn nó có ngon hấp dẫn không ạ? Rất là ngon luôn. Rất ngon, quá tuyệt vời. Dạ đúng rồi. À, món ăn người Thái thì là không phải bàn cãi rồi. Rất là nhiều món ăn đặc sắc như là lấy từ ở trên rừng này, ở dưới suối này. Đấy, nên mọi người nếu mà ghé qua Phong Thổ Lai Châu thì phải ra Mường So này thưởng thức các món đặc sản ở người Thái trắng ở trên này nhá. À, bây giờ mình và các anh chị là sẽ thưởng thức và một chút nữa chiều mình sẽ đi té nước. Đấy, cũng như là em nói là té là để đi kiếm người yêu. Đây, mời mọi người ăn đi. Ăn đi. Mời anh chị ăn ạ. Hello. Xin chào mọi người, bây giờ là buổi chiều rồi và Ami sẽ cùng chị Song Hỷ, chị Pơ cùng hai bạn là bạn Mai và bạn Nhị là đi té nước nha. Hôm nay là rất là vui, không khí là bắt đầu động, mọi người bắt đầu ra dần rồi đấy, té nước rồi, rất là vui nhộn luôn. Bây giờ là Pơ và Ami là cùng các chị Song Hỷ là với cả mấy em là đang đi ra suối. Đúng rồi, hôm nay là chị mình chỉ có mang điện thoại thôi chị ạ. Mang mấy thiết bị lớn là sẽ sao bị ướt hết. Mà mình chị Phượng cũng không có thiết bị lớn đâu. Mấy chị em là chỉ quay bằng điện thoại thôi đó. Giờ cứ xử lý là bằng điện thoại thôi cả nhà ơi. Nên là đôi khi hình ảnh cũng chất lượng nó cũng vừa đủ thôi, chứ nó không được rõ nét lắm. Hy vọng là khán giả hãy luôn đồng hành với chị em nha. Xin giới thiệu mọi người một chút. Đây là bạn Mai, là bạn cô gái ở trên Mường So là ở đây luôn. Nên là hôm nay là bạn sẽ dẫn mình cùng các chị đi tham quan đây nha. Thả là ướt hết rồi. Ban tổ chức nên là bây giờ mới thấy là bây giờ còn đỡ bị ướt này. Còn nếu mà các bạn đi ở ngoài hai bên này mình không đảm bảo đồ các bạn còn đây. Bên ngoài là mình còn người quý nhiều là sẽ được té nước nhiều là đặc biệt là trong người là từ ăn rất là đông. Bây giờ đang chuẩn bị thi hội thi là té nước cả nhà. Lễ hội té nước. Đây. Cameraman này, anh em nhìn cameraman này. Đấy. Hôm nay là con lại chuẩn bị cái mũ và cái kính để bảo vệ mắt cả nhà. Tại vì là nhiều cái súng nước mà bắn vào mắt đau lắm. À, rất là tỉnh đòn. Đây là các chị dân tộc Dao của Lai Châu chúng ta. Nếu mà các bạn có dịp về với Khổng Lào Phong Thổ Lai Châu thì chúng ta sẽ được trải nghiệm. Nhiều anh chị là mặc áo dân tộc rất là khác nhau và mọi người sẽ được thử cái phong tục tập quán ở đây ạ. Bây giờ là em được hỏi. Thế thì nói tiếng Dao đi. Sao hai chị vẫn chưa được uống? Mai, em đang nói gì với chị đấy Mai? Mình ra lấy mình kêu.
lễ hội mở đầu xong đã thì hai chị đã bắt đầu là tham gia vào chơi. Là mọi người đang về thử một cái không khí của lễ hội đúng không? Lễ hội chúng ta xong rồi. Nhưng mà em bảo là mọi người không sợ là cái bộ quần áo này nó sẽ ướt hết à, bị hỏng hết à? Nói chung là anh em giặt đúng không? Mỗi năm chỉ có một lần, ướt thì có là sao đâu. À, một năm chỉ có một lần thôi, ướt thì làm gì, ướt làm sao. Bộ đồ này của mình ấy có nặng không chị? Dạ. Bộ đồ của mình có nặng không ạ? Không ạ. À. Thế là chỉ có những dịp lễ hội và dịp Tết là mình mới mặc thôi, là ngày bình thường. Ngày bình thường cũng mặc. Ngày bình thường cũng mặc. Nhưng mà trong phục của người Dao đây này. Nhưng mà hôm nay là có cả những là đội lộng lẫy nhất để đi hội chơi. Chúng ta hay rằng là rất là tự hào, càng nhiệt tình chúng ta càng mình rất là tự hào.
phải xuống suối thì mới cảm nhận hết được. Hôm nay vui là lễ hội đi không còn từ nào diễn tả thì chúng ta hay bằng từ tuyệt vời nhất ở đây. Này, giới thiệu với cả nhà là người ta sẽ bơm nước ở đây này, dùng bằng khẩu súng này, như mấy nhóc với các đang cầm đây này, đang dùng khẩu súng nước này, người thì dùng xô, người thì dùng chậu này. Đây là con suối mà dùng để té nước lễ hội đây này, nào rất là đông luôn. Cây cầu kia người đang té nước, tức là thăng ở trên đấy. Mình sẽ lập tin và đi té nước cùng mọi người ở trên kia. Chị Thông thì hai chị em là Ái Mí là sẽ cùng một đội nhá. Đây là bây giờ là Ái Mí đội mình là ướt nhẹt rồi không? Nhộn màu đẹp đi. Áo là ướt hết rồi. Em mọi người đi té nước về này. Luôn à. Ai cũng cầm một cái xô bé này để chuẩn bị để té nước. Lên đây càng ngày càng đông ta. Sông suối này, mọi người té rất là nhiều. Đây đa số là thanh niên này. Đây chị Song Vĩ là bị các vì nhiều người té nhất này, tại vì là chị này mặc bộ đồ này rất là đỏ này, nổi nhất. Đấy, ai cũng cầm cái xô này. Đấy, người nào là cũng cầm cái xô. Đảm bảo đi té là ướt hết rồi mới về nha. Trên này đông ghê đúng không? Trên kia con sông lên trên, wow. Trên kia người ta té át hơn này chị này. Mình lên là ở đây luôn ấy. Vui quá à. Nhưng mà rất là tiếc là bữa nay là mấy chị em mình không có đem theo đạo cụ phao rồi súng này kia. Nên dạ. Là đi tay không thôi. Nên là mình đi là mình là chịu đòn thôi. Đừng sợ lắm. Chân ơi. Không, 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 không,
phanh. Đây là đây à?